ở trên hàng tấn công của đội chủ nhà Xi Măng Giới với Sen Ninh Bình. Và lúc này thì hiệp một của trận đấu giữa Xi Măng Giới với Sen Ninh Bình và Hoa Gia Lai trong khuôn khổ vòng tứ kết cúp quốc gia Exim Bank năm 2013 cũng đã được bắt đầu. Đức Dương, Văn Quyến rất tốt. Đó là một tình huống phối hợp mà khán giả Ninh Bình muốn được chứng kiến từ phía những cầu thủ luôn chơi rất ấn tượng của đội mình. Danh Ngọc, Đinh Văn Ta dứt điểm không được. Đó là một tình huống xoay người khéo léo của Đinh Văn Ta. Những cầu thủ như Đinh Văn Ta hoàn toàn có khả năng tạo ra được sự đột biến bằng những pha xử lý ngẫu hứng. Thì những tình huống xử lý của Văn Quyến hay là Danh Ngọc cũng sẽ tạo ra được những điều bất ngờ đối với hàng phòng ngự của Hoa Gia Lai. Oseni, vẫn là Oseni. Đó là một cú sút hơi nhẹ và không thể giúp anh vượt qua được thủ môn Nguyễn Văn Hưng. Nhưng cũng ở tình huống vừa rồi thì chúng ta đã thấy được khả năng chơi bóng cản lướt của Oseni là lợi hại đến như thế nào. Sẽ là một ngày khá vất vả đối với Gia Tử. Vừa rồi thì Gia Tử cũng đã bị sức mạnh của Danh Ngọc. Nhưng pha xử lý của Văn Ngọc có tính bất ngờ rất cao. Một quả đá phạt dành cho Xi Măng Giới với Sen Ninh Bình. Đó là pha bóng mà Hồ Ngọc Luận cú sút của Văn Quyến tuyệt vời. Tỷ số là 1-0 dành cho Xi Măng Giới với Sen Ninh Bình. Đó chắc chắn là một bàn thắng mà các cổ động viên của đội chủ nhà chờ đợi khi Văn Quyến đã thực hiện một tình huống xuất phạt vô cùng đẹp mắt vào lưới của Basia Pan. Không chỉ các cổ động viên của Xi Măng Giới với Sen Ninh Bình mà rất đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều chờ đợi một khoảnh khắc tỏa sáng như thế này của Văn Quyến. Vẫn còn đó những tố chất của một cầu thủ được coi là tài năng nhất một thời của bóng đá Việt Nam. Một cú đá phạt quá đồng nghệ và Basia Pan dù đã rất cảnh giác nhưng cũng không kịp thời có được tình huống cản phá thành công. Thêm một cú đá nữa rất nguy hiểm. Đội chủ nhà đang thể hiện sự lợi hại ở trong những tình huống cố định. Trong trận đấu với câu lạc bộ Đồng Nai tại V-League trên sân Ninh Bình thì Danh Ngọc cũng đã ghi được một bàn thắng rất đẹp mắt từ một tình huống hơi chếch ở bên phía cánh trái. Văn Quyến! Một trận đấu tuyệt vời của Văn Quyến. Tất cả những phẩm chất của Quyến ngày xưa giờ đây đã được cầu thủ này thể hiện lại ở trong những phút vừa qua của trận đấu với Hoa Gia Lai. Đó là tầm quan sát, đó là sự tinh tế, trình độ kỹ thuật và khả năng ghi được những bàn thắng mà có lẽ là nhiều người nghĩ rằng trên sân cầu Việt Nam chỉ có Quyến mới làm được. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Xi Măng Giới với Sen Ninh Bình trong một quyết định xử lý đầy ngẫu hứng của Văn Quyến. Một bàn thắng mà xem đi xem lại sẽ không hề thấy chán. Đường chuyền của Santiago Mosa rất vừa tầm đối với tình huống đặt bóng của Văn Quyến. Số 29 của Xi Măng Giới với Sen Ninh Bình đang là nhân vật chính của trận đấu ngày hôm nay. Bàn thứ hai của Văn Quyến trong trận tứ kết cúp quốc gia với Hoa Gia Lai. Oseni đã vượt qua được Lê Văn Duyệt. Oseni dứt điểm. Đó vẫn chưa phải là một cú sút chính xác. Cú đá là của Bùi Trần Vũ sau một pha dốc bóng rất tốc độ và sức mạnh của Oseni. Trong những tình huống có khoảng trống thì Oseni luôn là cầu thủ chiếm ưu thế. Văn Quyến rất kỹ thuật. Đinh Văn Ta dứt điểm.
Đó là một cú sút thẳng của Đinh Văn Ta. Một đường phân bóng rất dài của Đinh Văn Ta dành cho Phan Anh Tuấn. Rất tốt. Cú đá tuyệt vời. Nó xứng đáng với một bàn thắng dành cho Phan Anh Tuấn trong một tình huống solo đẹp mắt của tiền đạo bên phía xi măng RB Ninh Bình. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha xử lý rất gọn của tiền đạo mang áo số 18 có phần bị rời rạc và chưa tạo ra được tiếng lên mặt. Đức Dương. Cái Phùng Văn Yên. Như vậy đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số sút qua 1-2 dành cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Một tình huống đến rất bất ngờ đối với đội khách. Hoàng Anh Gia Lai đã ghi bàn thắng. Tỷ số hiện tại là số bàn thắng của Ninh Bình 2, Hoàng Anh Gia Lai 1. Tỷ số được rút ngắn sút qua 1-2 dành cho Hoàng Anh Gia Lai và cơ hội vẫn còn với đội bóng Phố Núi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là một pha đánh đầu phản lưới nhà. Một tình huống rất đáng tiếc của Trung Ngọc Anh sau đường truyền khó chịu của Phùng Văn Nhiên. Một chiếc thẻ đỏ cũng vừa được trọng tài Hoàng Tuấn rút ra. Chiếc thẻ đỏ này dành cho Peter, cầu thủ mang áo số 8 của xi măng RB Ninh Bình. Thẻ đỏ mà trọng tài rút ra không dành cho Peter mà dành cho cầu thủ mặc áo số 20 Lê Văn Duyệt. Xin lỗi các bạn, dành cho cầu thủ mặc áo số 24 Lê Văn Duyệt. Những phút thi đấu trên sân của Văn Quyến là những phút giây thăng hoa của tiền đạo này. Và việc Xuân Phú vào sân là một động thái nhằm tăng cường cho khả năng giữ bóng và thu hồi bóng của xi măng RB Ninh Bình tại khu vực giữa sân. Cú sút của Đinh Văn Ta rất căng. Một cú sút đầy sức mạnh về phía khung thành của Basay Apan. Đinh Văn Ta. Danh Ngọc. Tuyệt vời. Một màn đối đầu trực tiếp giữa Danh Ngọc và Basay Apan. Cái chân trái của Danh Ngọc vẫn thực hiện được một cú đá đầy ngẫu hứng và đẹp mắt. Nhưng Basay Apan cũng đã có được sự cảnh giác. Một cú sút xa rất tốt của Danh Ngọc. Một cú sút không cần lấy đà nhiều nhưng bóng vẫn đi rất căng. Chúng ta xem lại một lần nữa cú sút từ xa của Hoàng Danh Ngọc. Vẫn là đội bóng áo trắng. Cơ hội dành cho xi măng RB Ninh Bình. Không có bàn thắng thứ ba dành cho đội chủ nhà. Rất đáng tiếc cho tình huống vừa rồi của xi măng RB Ninh Bình. Một tình huống tăng tốc đầy bất ngờ. Một pha bóng mà Mạnh Dũng đã xử lý. 2-1 nghiêng về phía xi măng RB Ninh Bình. Không vào. Bóng vượt chạm vào xa ngang khung thành của xi măng RB Ninh Bình. Còn đây là một cú sút bóng gây ra rất nhiều những nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Hưng. Bóng đã chạm vào mặt trên. Những phút cuối này sẽ có một kịch bản như thế nào trong một trận đấu rất gay cấn và căng thẳng. Mạnh Dũng tuyệt vời. Mạnh Dũng vẫn là Mạnh Dũng đối mặt với Basay Apan. Dứt điểm. Không vào. Một tình huống đi bóng thật xuất sắc của Mạnh Dũng. Anh đã đi bóng từ bên phần sân nhà vượt qua cầu thủ của Hoàng Gia Lai. Rất bình tĩnh đối mặt với Basay Apan. Thế nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi không chính xác.
Basay đã kịp thời phản xạ. Phùng Văn Nhiên. Tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Trận đấu tứ kết cúp quốc gia Exim Bank 2013 giữa Xi Măng Giờ Vi San Ninh Bình và Hoàng Gia Lai đã khép lại. Tỷ số cuối cùng của trận này là 2-1 nghiêng về phía Xi Măng Giờ Vi San Ninh Bình. Một trận đấu mang đến một cái kết rất nghẹt thở khi Xi Măng Giờ Vi San Ninh Bình đã có lợi thế trước, nhưng ở trong hiệp 2 thì họ đã phải chơi thiếu người. Audio Jungle.